Slide 7 này thì tương đối thôi. Và đến một cái nữa là import. Này quen không? Cực kỳ quen. Ví dụ như scan. Scanner là mình đã quen rồi. Bây giờ đến phần này thì thầy sẽ demo cho các bạn ở đây đi, cho nó dễ demo, dễ thấy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển một cái số, ví dụ như là mình nhập vô một cái in a bằng 8 chấm phẩy, và mình sẽ xuất ra cái căn bậc 2, căn bậc 2 của 8 mình sẽ cộng thêm gì? Căn bậc 2 mình dùng max chấm s q r t của a. Và bây giờ bắt đầu mình làm biến. Và mình có một cái biến b nữa bằng 7. Và chúng ta cũng làm một việc rất là đơn giản, không phải lần đầu, là SQRT của B. Nhưng mà cái mình làm biến là mình không muốn gõ lại cái chữ match. À, mình muốn là gõ vậy thôi. Làm biến mà. Rồi. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ import java chấm lan chấm match chấm s q r t hả, bị gì được hả? Rồi, như vậy thì chỗ này để mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng java.mat. Nhưng chú ý cho thầy, tại sao nãy mình chấm sqrt mà nó không chịu? Tại sao phải có static? À, vấn đề chỗ này sqrt không chịu. Tại sao phải static? Tại vì bản thân cái lớp này nè, nó được xây dựng là lớp tĩnh, cho nên chỗ này bạn phải có static. Lớp tĩnh để làm gì? Để làm gì? Để không cần khai báo vẫn xài được. Đó là lớp tĩnh. Rồi, bây giờ thầy không muốn xuất căn bậc 2 nữa, mà thầy muốn xuất là mũ 3. Thì thầy sẽ cộng POW của A.3. Ủa sao kỳ vậy? Sao lỗi? À, chỗ này mình chỉ có SQRT thôi, thì mình sẽ làm gì? À, POW vô, hết lỗi. Và nếu làm biến nữa thì làm gì? Maximum sao luôn. Theo các bạn, import sao và import hai cái phương thức mình cần, cái nào hay hơn? Sao hay hơn đúng không? Chính xác. Tại vì trong cái mát này nè, nó có rất nhiều cái phương thức, rất nhiều phương thức, n phương thức, mà mình xài có hai phương thức thôi. Mà các bạn import sao vẫn ok. Nhưng giả sử có một class nào đó mà nó biên dịch lâu,
biên dịch lâu mà bạn import sao, thì lúc mà nó chạy chương trình nó sẽ biên dịch, nó đẩy cái code đó lên vào thư viện, thì chương trình của bạn sẽ chạy lâu. Còn nếu bạn chỉ cần hai cái thôi thì em bọt hai cái xong, cái nào nó cũng có lợi của nó, được chưa? Răng mà nó còn có lợi mà. Cái gì cũng có lợi quá. Răng còn có lợi mà, có lợi không? Không có răng được không? Rồi. Rồi. Được rồi. Rồi, chúng ta đi qua cái phần static inbox.